Ngọc Hà xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin tổng hợp ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã nhấn like và đăng ký kênh, lựa chọn hành trình tương lai để cập nhật tin tức mỗi ngày và theo dõi những phần nhân sinh cảm ngộ. Trước tiên là phần điểm tin chính. Nhân chứng kể về khoảnh khắc quán nướng phát nổ như bom ở Vĩnh Phúc. Xét xử vụ giấu 6 tấn vàng trong khoang bí mật từ Campuchia về Việt Nam. Công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 cách tra cứu nhanh nhất. Kiến nghị tài khoản mạng xã hội định danh mới được bình luận. Hơn 42.000 con lợn bị tiêu hủy do dịch tả lợn châu Phi, nguy cơ lây lan diện rộng. Vietnam Airlines là hãng bay nội địa đúng giờ nhất sau 6 tháng đầu năm. Chính thức tiến hành cưỡng chế tháo dỡ 2 tòa nhà trái phép ở đồi Cù, Đà Lạt. Lai Châu bắt chỉ huy trưởng công trình nơi 3 công nhân tử vong trong hầm thủy điện. Giá vàng nhẫn tiến gần mức 78 triệu đồng trên lượng. Tin thế giới. Trung Quốc, lũ lụt nghiêm trọng tại 9 tỉnh, dự kiến 7 hệ thống sông lớn sắp đón lũ. Tăng trưởng kinh tế quý 2 2024 của Trung Quốc thấp hơn dự kiến, CCTV tìm cách trấn an. Trung Quốc, Nga cùng đưa chiến hạm tới Biển Đông. Tổng tư lệnh Ukraine bị tố muốn đầu hàng, Hungary chuyển đề xuất hòa bình cho EU. Tổng thống Zelensky ấp ủ hội nghị thượng đỉnh vào tháng 11, kêu gọi Nga tham dự. Israel săn phẳng trụ sở cơ quan Liên Hợp Quốc ở Gaza. Israel gia tăng các cuộc không kích tại Syria. Hàn Quốc mở rộng xuất cảng vũ khí sang châu Âu, vươn lên thành cường quốc bán vũ khí. Nhật Bản tăng cường bảo vệ chính trị gia sau vụ ông Trump bị ám sát hụt. Đảng Cộng Hòa chính thức bầu ông Donald Trump làm ứng viên Tổng thống Mỹ. Sau đây là nội dung chi tiết. Truyền thông trong nước đưa tin, một vụ nổ kinh hoàng vừa xảy ra tại quán đồ nướng sắp khai trương trên đường Nguyễn Tất Thành, huyện Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, khiến nhiều người bị thương phải đưa đi cấp cứu. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ 20 phút sáng ngày 16 tháng 7, chủ nhà và nhóm thợ đang sửa một ngôi nhà 3 tầng thuộc tòa The City Life để chuẩn bị khai trương quán lẩu nướng thì bất ngờ tiếng nổ lớn vang lên, gây rung chuyển mặt đất. Theo nhân chứng, vụ nổ ở nhà hàng tại tòa nhà The City Life ở thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc có sức công phá lớn như một quả bom. Toàn bộ cửa kính của nhà hàng nướng vỡ tan, bắn sang dãy nhà phía đối diện. Ít phút sau, khoảng 3 đến 4 thợ ở gần vị trí phát ra tiếng nổ, bị cháy hết quần áo, da bong chóc. Có người bị mảnh vỡ găm vào, chảy máu khắp lưng. Một người đang ngồi trong ô tô tải trước cửa ngôi nhà cũng bị mảnh vỡ văng vào gây thương tích. Qua xác minh có tổng cộng 8 nạn nhân, cùng 6 người Việt, 2 người Hàn Quốc, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc. Trong đó, 5 nạn nhân bỏng nặng đang được chuyển tiếp lên Bệnh viện Bỏng Quốc gia ở Hà Nội. Nhận định ban đầu của cơ quan chức năng có thể rò rỉ khí ga dẫn tới vụ nổ nói trên. Hiện vụ việc đang tiếp tục được tiến hành điều tra làm rõ. Báo Tuổi Trẻ đưa tin, vào sáng ngày hôm qua 16 tháng 7, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử 24 bị cáo trong 2 đường dây buôn lậu hơn 6 tấn vàng, trị giá 8.500 tỷ đồng từ Campuchia về Việt Nam qua cửa khẩu Tràng Riệc. Liên quan vụ án, Đặng Thị Thanh Hằng, chủ tiệm vàng Phúc Hằng ở Hà Nội và Hát Giang ở thành phố Hồ Chí Minh đã bỏ trốn, đang bị Bộ Công an truy nã. Theo hồ sơ điều tra, lợi dụng thị trường có nhu cầu tiêu thụ vàng miếng, vàng nguyên liệu và nhận thấy giá vàng trong nước cao hơn giá vàng bên Campuchia, nên từ đầu năm 2022, chủ tiệm Kim Hoàn Nguyễn Thị Minh Phụng, 43 tuổi, quê Bình Định, Nguyễn Thị Kim Phượng, 39 tuổi, chủ tiệm vàng Kim Oanh Hằng tại Tây Ninh, Nguyễn Thị Ngọc Dầu, 44 tuổi, chị ruột Phượng, sống gần cửa khẩu Tràng Riệc, Tây Ninh, đã tham gia điều hành 2 đường dây buôn lậu vàng từ Campuchia về Việt Nam. Cụ thể là người cầm đầu đường dây thứ nhất, bị can Phụng tiếp nhận nhu cầu của khách hàng mua trong nước, rồi cùng Dầu liên hệ với các tiệm Kim Hoàn tại chợ Olympic Phnom Penh, Campuchia để đặt mua số lượng vàng. Phụng giao cho Dầu tổ chức vận chuyển tiền, thanh toán mua vàng lậu từ Tây Ninh sang Campuchia và vận chuyển vàng về Việt Nam. Sau khi mua được vàng, Dầu liên hệ với nhóm người Campuchia để nhận hàng, rồi chuyển tới cửa khẩu Tràng Riệc, tỉnh Tây Ninh. Lợi dụng chính sách với cư dân biên giới về nhu cầu sinh hoạt không bắt buộc phải kiểm soát hải quan, nhóm bị can Dầu đã cất giấu vàng trong ngăn bí mật dưới sàn xe ba gác, xe của người Campuchia chạy đến cửa khẩu Tràng Riệc, khai lý do mua đá lạnh rồi đưa vàng qua biên giới. Nhà chức trách cáo buộc, với thủ đoạn trên, từ ngày 3 tháng 8, 2022 đến ngày 28 tháng 9, 2022, bị can Phụng đã buôn lậu 4.830 kg vàng thỏi với giá trị 6.644 tỷ đồng, hưởng lợi 17,6 tỷ đồng, trong đó Phụng được 2,4 tỷ đồng, Dầu được 13,8 tỷ đồng, 20 bị cáo còn lại trong đường dây được chia tiền theo công sức thực hiện. Đường dây thứ hai do bị can Phượng cầm đầu để có vàng lậu cung cấp cho Nguyễn Thị Thúy Hằng. Phượng góp vốn với một người quen ở Campuchia để gom mua. Sau khi mua được vàng, Phượng thông qua Dầu mang vàng qua cửa khẩu Tràng Riệc với cách thức tương tự như vận chuyển cho Phụng. Nhà chức trách cáo buộc trong khoảng 2 tháng, tháng 7 đến tháng 9, 2022, đường dây của Phượng đã buôn lậu 1.320 kg vàng thỏi, trị giá hơn 1.800 tỷ đồng.
Phượng hưởng lợi 132.000 USD, hơn 3 tỷ đồng, Dầu hưởng lợi hơn 3,7 tỷ đồng và một số bị cáo khác hưởng lợi tùy theo mức độ khi tham gia buôn lậu. Ngày 28 tháng 9, 2022, sau thời gian theo dõi, Cục Cảnh sát Kinh tế C03 Bộ Công an đã bắt quả tang việc giao nhận vàng tại đường Hồng Lạc, phường 14, quận Tân Bình. Mở rộng điều tra, cảnh sát bắt hàng chục người, khám xét nhiều địa điểm liên quan tại tỉnh Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh, thu tổng cộng 76 thỏi vàng, gần 3 triệu USD, 64.000 euro, 5.000 đô la Úc, 10 triệu won Hàn Quốc, 10 triệu yên Nhật, hơn 45 tỷ đồng và hàng loạt tăng vật khác. Cơ quan công tố xác định trong hơn 2 tháng, hai đường dây này đã vận chuyển chót lọt hơn 6 tấn vàng vào Việt Nam. Liên quan tới việc để lọt hơn 6 tấn vàng, nhà chức trách đang tiếp tục làm rõ hành vi liên quan tới một số cá nhân, đơn vị khác. Trong đó liên quan đến sai phạm của 9 cá nhân thuộc đồn biên phòng cửa khẩu Tràng Riệc, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an chuyển hồ sơ cho cơ quan Bộ Quốc phòng xử lý. Theo kế hoạch, phiên xử dự kiến kéo dài đến 18 tháng 7. Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 sẽ được công bố vào lúc 8 giờ sáng ngày hôm nay, 17 tháng 7. Theo đó, có thể tra cứu điểm thi theo 3 cách. Cụ thể, cách 1 là thí sinh truy cập vào website tra cứu điểm.thitotnghiep.edu.vn, sau đó thí sinh nhập thông tin số báo danh, mã xác nhận và bấm tra cứu. Cách thứ hai là thí sinh tra cứu điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 qua trang thông tin của Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh, thành phố. Cách thứ ba là thí sinh tra cứu điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 qua website báo chí đã cam kết với Bộ Giáo dục Đào tạo về việc chia sẻ dữ liệu điểm thi đảm bảo an toàn thông tin và không sử dụng với mục đích thương mại. Theo Bộ Giáo dục, sau khi biết kết quả thi, các thí sinh có thể nộp đơn phúc khảo tại đơn vị đăng ký dự thi. Hạn chót nộp đơn xin phúc khảo là 17 giờ ngày 26 tháng 7, 2024 và thí sinh không phải nộp lệ phí phúc khảo bài thi. Thưa quý vị, tại phiên chất vấn diễn ra vào ngày hôm qua, trả lời đại biểu về giải pháp xử lý tin giả, xấu độc trên mạng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đình Thắng cho biết, hiện nay thông tin trên mạng Internet chủ yếu từ hai nguồn, các tổ chức, cá nhân trong nước được cấp phép và những trang thông tin không rõ nguồn gốc, tuy dùng tiếng Việt nhưng tên miền quốc tế, đặt máy chủ ở nước ngoài. Tin giả, tin sai lệch chủ yếu lan truyền qua các mạng xuyên biên giới này. Về nguyên nhân, ông Thắng cho rằng do hiện nay doanh nghiệp mạng xã hội xuyên biên giới chưa có đại diện pháp lý tại Việt Nam. Khi vi phạm, bị cơ quan chức năng yêu cầu gỡ bỏ thì đa phần doanh nghiệp tìm cách né tránh. Do đó, trong thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông dự kiến sẽ điều chỉnh nghị định liên quan đến quản lý thông tin trên mạng xã hội với kỳ vọng giúp giải quyết thực trạng này. Đáng chú ý, Sở Thông tin và Truyền thông đang kiến nghị sửa đổi theo hướng tài khoản trên mạng xã hội phải có định danh, chỉ có tài khoản định danh mới được bình luận. Những tài khoản mạng xã hội xuyên biên giới cũng sẽ phải chấp hành pháp luật Việt Nam. Báo Dân Việt đưa tin, trước nguy cơ bệnh dịch tả lợn châu Phi đang có chiều hướng gia tăng, nguy cơ lây lan diện rộng là rất cao. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị số 21 yêu cầu các địa phương tăng cường thực hiện các biện pháp ứng phó với dịch tả lợn này. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ nhận định, mối nguy cơ về sự lan rộng của bệnh dịch là rất cao và có thể gây sức ép lên giá tiêu dùng và môi trường. Tính đến thời điểm hiện tại, các tỉnh thành trên cả nước đã tiêu hủy hơn 42.400 lợn bị nhiễm bệnh trong năm nay, con số này cao gấp 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Theo báo chí trong nước, hồi tháng 7 năm ngoái, Việt Nam đã phê duyệt việc dùng vaccine tả lợn châu Phi sản xuất trong nước. Đây là vaccine phòng ngừa bệnh tả lợn châu Phi đầu tiên trên thế giới. Tuy nhiên, vào tháng 12 năm ngoái, Tổ chức Y tế Thế giới đã lên tiếng cảnh báo và đề nghị có thêm xét nghiệm đối với loại vaccine này. Theo ghi nhận, chỉ vài năm trước, dịch tả lợn châu Phi đã từng gây gián đoạn đối với thị trường thịt lợn trị giá 250 tỷ USD toàn cầu. Đợt dịch nặng nề nhất là vào năm 2018 và 2019. Khoảng một nửa số lợn nuôi đã bị chết ở Trung Quốc, nước sản xuất nhiều thịt lợn nhất thế giới, gây ra tổn thất ước tính khoảng hơn 100 tỷ USD. Theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2024, Vietnam Airlines là hãng hàng không đúng giờ nhất Việt Nam. Cụ thể, hãng đạt chỉ số chuyến bay cất cánh đúng giờ là 84,1%, đứng đầu các hãng hàng không tại Việt Nam và cao hơn nhiều so với tỷ lệ trung bình của ngành 75,7%. Đây là thành quả đáng chú ý khi giai đoạn 6 tháng đầu năm, Vietnam Airlines phải đối mặt với các khó khăn, áp lực khai thác lớn như số chuyến bay tăng mạnh dịp cao điểm Tết và hè 2024. Thời tiết sương mù bất thường ngay trong cao điểm Tết, các vấn đề về hạ tầng, mùa mưa giông và thiếu máy bay do nhà sản xuất triệu hồi động cơ trên toàn cầu. Trước đó, Vietnam Airlines cũng được xếp hạng là một trong năm hãng bay đúng giờ nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương theo Cirium, công ty phân tích dữ liệu hàng không và đối tác chiến lược của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế IATA. Vietnam Airlines cũng tạo dựng được niềm tin của khách hàng khi luôn ghi nhận chỉ số đúng giờ ở mức cao gần 90% từ nhiều năm qua. Theo kế hoạch giới hữu trách thành phố Đà Lạt, việc cưỡng chế công trình tòa nhà câu lạc bộ gôn đồi Cù Đà Lạt sẽ bắt đầu diễn ra vào ngày hôm nay 17 tháng 7. Phần công trình phải cưỡng chế bao gồm khối tiếp đón quy mô một hầm, một trệt cao gần 12 mét,
tổng diện tích xây dựng hơn 3.300 m², khối dịch vụ gồm quy mô 3 tầng, cao gần 20 m, tổng diện tích xây dựng hơn 17.000 m², trong tổng kinh phí hơn 32 tỷ đồng, chi phí tháo dỡ gần 29 tỷ đồng, phần còn lại để trả lại hiện trạng ban đầu cho khu đất bị xây sai phép. Theo lực lượng chức năng, chủ đầu tư phải chịu toàn bộ chi phí cưỡng chế, tháo dỡ công trình vi phạm trên. Dự kiến thời gian hoàn thành việc cưỡng chế, tháo dỡ các sai phạm sẽ kéo dài trong 2 tháng, dự kiến hoàn thành vào ngày 17 tháng 9. Được biết, tòa nhà Sun Gold Đồi Cù do Công ty Cổ phần Hoàng Sa Đà Lạt làm chủ đầu tư, bị chính quyền phát hiện sai phạm xây dựng hơn 1 năm trước. Chủ đầu tư bị phạt 240 triệu đồng, thu giữ giấy phép, phải tháo bỏ phần xây dựng vi phạm. Công tác tháo dỡ lẽ ra thực hiện cách đây hơn 1 tháng, nhưng trì hoãn để doanh nghiệp xây dựng phương án đảm bảo an toàn. Đến nay, kinh phí xây dựng dự án chưa được chủ đầu tư công bố. Liên quan dự án, Sở Tài nguyên và Môi trường xác định công trình xây trên 5.600 m² đất rừng phòng hộ, theo quy định không được làm dự án Sun Gold. Đơn vị này cũng nhận sơ suất khi đã đề xuất cho chuyển đổi mục đích sử dụng diện tích đất nói trên ở đồi cù. Từ đó, Ủy ban Nhân dân Lâm Đồng trình để Hội đồng Nhân dân ban hành nghị quyết chuyển đổi mục đích sử dụng. Báo Dân Trí đưa tin, Công an tỉnh Lai Châu vừa ra quyết định khởi tố bị can Lê Văn Duẩn, sinh năm 1986, quê Thanh Hóa, chỉ huy trưởng thi công trình hầm dẫn nước thủy điện Nậm Củi 1 để tiến hành điều tra tội vi phạm quy định về an toàn lao động. Nhà hữu trách cho biết đây là diễn biến mới nhất trong vụ án vi phạm quy định về an toàn lao động xảy ra tại công trường thi công hầm thủy điện Nậm Củi 1, khiến 3 công nhân tử vong vào rạng sáng ngày 11 tháng 7 vừa qua. Trước đó, vào lúc 0 giờ ngày 11 tháng 7, 3 nam công nhân 31 đến 41 tuổi vào hầm đập chính thủy điện Nậm Củi 1 tại xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn để vận chuyển vật liệu. Đến gần 4 giờ không thấy họ trở ra và không thể liên lạc, công ty đã báo cơ quan chức năng. Khoảng 10 giờ 30 phút sáng cùng ngày, trinh sát tìm thấy người bị nạn đầu tiên cách cửa hầm 1.130 m và tiếp tục phát hiện 2 nạn nhân trên cabin máy xúc cách vị trí đầu tiên 20 m. Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy 3 công nhân bị ngạt khí dẫn đến suy hô hấp cấp, trụy tuần hoàn. Bước đầu, nhà chức trách xác định nguyên nhân tai nạn là người sử dụng lao động, chỉ huy công trường không tuân thủ quy định an toàn lao động, không trang bị cho công nhân đầy đủ. Dự án thủy điện Nậm Củi 1 đã bị tạm dừng thi công hạng mục công trình hầm để rà soát lại các khâu từ khảo sát, thiết kế, thi công trong xây dựng thủy điện. Quay trở lại với những diễn biến mới nhất về giá vàng, trong 24 giờ qua, giá vàng nhẫn tiếp tục xu hướng tăng cả ở chiều mua và bán ra, đồng thời tiếp tục có mức giá cao hơn so với bảng miếng SJC. Cụ thể, ghi nhận trong ngày hôm qua 16 tháng 7, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức mua vào 75,48 triệu đồng trên lượng và bán ra ở mức 76,98 triệu đồng trên lượng, không thay đổi so với những phiên gần đây. Chênh lệch giữa hai chiều mua bán là 1,5 triệu đồng trên lượng. Trong khi đó, vàng nhẫn được niêm yết ở mức mua vào là 75,45 triệu đồng trên lượng và bán ra ở mức 77,8 triệu đồng trên lượng, tăng 300.000 đồng chiều mua và 360.000 đồng ở chiều bán ra so với phiên hôm trước. Chênh lệch giữa vàng nhẫn và vàng miếng SJC hiện là 30.000 đồng trên lượng ở chiều mua và chiều bán ra. Giai đoạn trước tháng 6, vàng miếng luôn đắt hơn vàng nhẫn 17 đến 18 triệu đồng trên lượng. Chuyên gia tài chính ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu cho rằng giá vàng nhẫn tăng cao hơn giá vàng miếng là hiện tượng bất thường. Thị trường vàng miếng đang được điều chỉnh để đạt được sự ổn định. Ngân hàng nhà nước bán vàng qua 4 ngân hàng thương mại nhà nước và công ty SJC, song lượng vàng bán tới tay người dân rất giới hạn. Không mua được vàng miếng SJC, người dân chuyển sang mua vàng nhẫn. Ông Hiếu nhận định, giá vàng nhẫn tăng nhanh bởi hai yếu tố, một là tăng theo đà tăng của giá vàng thế giới và hai là nhu cầu về vàng của người dân vẫn cao. Giá vàng nhẫn cao hơn giá vàng miếng SJC là một hiện tượng bất thường. Vàng nhẫn không có tính thanh khoản cao như vàng miếng. Vàng miếng SJC gần như tiền mặt, muốn bán lúc nào cũng bán được, bán rất dễ dàng. Tiếp theo đây là phần tin thế giới. Trung Quốc, lũ lụt nghiêm trọng tại 9 tỉnh, dự kiến 7 hệ thống sông lớn sắp đón lũ. Tăng trưởng kinh tế quý 2 2024 của Trung Quốc thấp hơn dự kiến, CCTV tìm cách trấn an. Trung Quốc, Nga cùng đưa chiến hạm tới Biển Đông. Tổng tư lệnh Ukraine bị tố muốn đầu hàng, Hungary chuyển đề xuất hòa bình cho EU. Tổng thống Zelensky ấp ủ hội nghị thượng đỉnh vào tháng 11, kêu gọi Nga tham dự. Israel săn phẳng trụ sở cơ quan Liên Hợp Quốc ở Gaza. Israel gia tăng các cuộc không kích tại Syria. Hàn Quốc mở rộng xuất cảng vũ khí sang châu Âu, vươn lên thành cường quốc bán vũ khí. Nhật Bản tăng cường bảo vệ chính trị gia sau vụ ông Trump bị ám sát hụt. Đảng Cộng hòa chính thức bầu ông Donald Trump làm ứng viên Tổng thống Mỹ. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, từ tháng 6 vừa qua, Trung Quốc đã bước vào mùa lũ của năm nay với lượng mưa lớn kỷ lục, gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở miền Trung và miền Nam, ảnh hưởng nặng nề đến người dân địa phương. Theo ghi nhận, từ ngày 13 đến 14 tháng 7, lũ lụt đã xảy ra tại 31 con sông ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Trung Quốc.
Vượt mức nước cảnh báo, theo đó hai ngày 15-16 tháng 7 được xem là giai đoạn phòng chống lụt then chốt của Trung Quốc, là giai đoạn nghiêm trọng nhất trong việc kiểm soát lũ lụt hàng năm. Dự báo rằng sắp tới lũ lụt có khả năng xảy ra ở cả 7 lưu vực sông lớn khắp Trung Quốc. Mưa lớn cục bộ dễ gây lũ lụt ở các con sông vừa và nhỏ, lũ quét ở vùng núi và ngập úng trong đô thị, cùng với nguy cơ từ các hồ chứa vừa và nhỏ. Hiện Trung Quốc đang đối mặt với một mùa lũ nghiêm trọng và các biện pháp phòng chống đang được triển khai một cách tích cực để giảm thiểu thiệt hại. Truyền thông quốc tế đưa tin, trong phiên họp toàn thể lần 3 của Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 20 diễn ra vào hôm qua 16 tháng 7, Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc đã công bố dữ liệu kinh tế quý 2 năm 2024, cho thấy tăng trưởng kinh tế thấp nhiều hơn dự kiến. Cụ thể, theo báo cáo, tốc độ tăng trưởng kinh tế nước này chỉ đạt 4,7%, thấp hơn dự báo của các tổ chức quốc tế như Reuters và Bloomberg lần lượt là 5-5,3%. Ngoài ra, dữ liệu công bố cũng cho thấy GDP Trung Quốc trong quý 2 năm nay chỉ tăng 0,7%, giảm mạnh so với mức 1,5% trong quý 1. Theo ghi nhận, nguyên nhân chính làm giảm tăng trưởng kinh tế Trung Quốc là khủng hoảng bất động sản và tiêu dùng trì trệ. Trong đó, niềm tin tiêu dùng yếu là trở ngại chính cho sự phục hồi kinh tế của Trung Quốc, cùng với hiệu ứng tiêu cực từ giá nhà đất và giá cổ phiếu giảm. Mức tăng lương thấp do cắt giảm chi phí đang kéo tiêu dùng đi xuống. Trong bối cảnh này, truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đã nhanh chóng đưa ra bài bình luận nền kinh tế Trung Quốc tiếp tục phát triển như thế nào dựa trên dữ liệu nửa năm, nhấn mạnh rằng với một nền kinh tế lớn như Trung Quốc thì không cần phải quá lo lắng về biến động nhỏ trong GDP một quý. Đồng thời nhấn mạnh rằng mục tiêu của Trung Quốc là cải thiện chất lượng tăng trưởng và tăng trưởng hợp lý về số lượng tiêu dùng. Tờ South China Morning Post hôm qua 16 tháng 7 đưa tin quân đội Trung Quốc vừa thông báo hai chiến hạm cùng với một khinh hạm của Nga đã đến Biển Đông vào ngày 14 tháng 7, bắt đầu cuộc tập trận chung quy mô lớn kéo dài 3 ngày diễn ra tại một cảng quân sự không xác định ở thành phố Cảng Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Tuyên bố cho hay cuộc tập trận Biển Trung 2024 bao gồm nhiều hoạt động như huấn luyện vũ khí, tìm kiếm cứu nạn và các hoạt động phòng thủ với sự tham gia của tàu khu trục Ngân Xuyên, tàu hộ vệ Hoành Thủy và một tàu tiếp tế của Trung Quốc cùng với khinh hạm Sovereignty của Nga. Trước đó, hai bên đã thực hiện diễn tập mô phỏng việc tìm kiếm và bắt giữ các tàu khả nghi. Theo quan sát, nhóm tàu chiến của Trung Quốc và Nga đã di chuyển từ vùng biển phía nam đảo Jeju của Hàn Quốc qua biển Philippines, eo biển Osumi ở phía bắc Nhật Bản và tiến vào biển Đông qua eo biển Balintang, ngăn cách quần đảo Batanes và Babuyan của Philippines. Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng khinh hạm Sovereignty đã gặp gỡ đội tàu chiến Trung Quốc tại eo biển gần đảo Jeju để tham gia cuộc tuần tra hàng hải lần thứ tư trong vành đai Thái Bình Dương. Trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực Biển Đông ngày càng phức tạp, các cuộc tập trận Biển Trung 2024 đánh dấu sự hợp tác quân sự ngày càng chặt chẽ giữa Trung Quốc và Nga, thể hiện quyết tâm tăng cường sự hiện diện và ảnh hưởng trong khu vực. Trở lại với tình hình căng thẳng Nga-Ukraine, nghị sĩ Mariana Bejulea thuộc đảng đầy tớ của nhân dân của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây đã cáo buộc tướng Oleksandr Sysky, tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, đã có ý định hạ vũ khí và đầu hàng quân Nga. Trước đó, tướng Sysky được bổ nhiệm vào vị trí này vào tháng 2 năm nay, thay cho tướng Zaluny, người giám sát chiến dịch phản công không thành công của Ukraine vào năm ngoái. Mới đây, Phó Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc phòng và Tình báo Quốc gia Ukraine Bejulea đã tố cáo một âm mưu ở cấp cao nhất của quân đội. Báo cáo buộc cả hai tướng Sysky và Zaluny đều thuộc một nhóm tướng lĩnh mafia bảo vệ đặc quyền của họ trước thế hệ lãnh đạo quân sự trẻ hơn, người mà bà tin là có năng lực và sáng tạo hơn để đánh bại quân Nga. Đồng thời, bà Bejulea cũng trích dẫn các nguồn tin cáo buộc Sysky và những quan chức thân cận ủng hộ lệnh ngừng bắn với Nga và cuối cùng là đầu hàng. Bà buộc tội vị tổng tư lệnh đang khiến binh sĩ Ukraine trở thành mục tiêu tập kích của đối phương để loại bỏ nhân chứng về những hành động sai trái của mình. Bà kêu gọi Tổng thống Zelensky can thiệp và sa thải ông Sysky. Hiện chưa rõ phản ứng của Tổng thống Zelensky trước cáo buộc trên. Trong khi đó, tờ Matcha Nemzet dẫn lời cố vấn chính trị của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán tiết lộ rằng Thủ tướng đã gửi các đề xuất về cách giải quyết xung đột ở Ukraine tới các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu. Những đề xuất này dựa trên kết quả của sứ mệnh hòa bình gây tranh bãi của ông Orbán hồi đầu tháng, trong đó ông đã thăm Ukraine, Nga và Trung Quốc. Chia sẻ với báo giới, vị cố vấn mô tả các ý tưởng của Hungary đều là dựa trên đánh giá thực tiễn về tình hình và đặt ra các mục tiêu thực tế. Ông nhấn mạnh, nếu châu Âu muốn hòa bình và có tiếng nói quyết định trong việc giải quyết xung đột cũng như chấm dứt đổ máu, sự thay đổi phải được tính toán và thực hiện ngay bây giờ. Hiện Hungary là một trong số ít quốc gia EU chỉ trích lập trường của khối về xung đột Moscow-Kiev. Budapest đã từ chối hợp tác với Brussels để chuyển giao vũ khí cho Ukraine và phản đối viện trợ tài chính cho quốc gia Đông Âu. Các nhà lãnh đạo EU hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận về các thông tin trên. Tại diễn biến liên quan, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa thông báo sẵn sàng tổ chức hội nghị thượng đỉnh tiếp theo về hòa bình cho Ukraine vào tháng 11 tới và kêu gọi Nga tham gia.
Tuyên bố này được đưa ra tại cuộc họp báo ở Kiev sau khi ông Zelensky trở về từ một chuyến thăm Washington để tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO. Cụ thể, ông Zelensky nói, "Tôi đã đề ra mục tiêu có được một hội nghị thượng đỉnh tiếp theo vào tháng 11 tới và cho rằng đại diện của Nga nên có mặt tại hội nghị này." Ngoài ra, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết, các quan chức Mỹ đã thảo luận về các biện pháp ngoại giao khả thi với Ukraine trong hội nghị thượng đỉnh sắp tới, nhưng nhấn mạnh rằng quyền đàm phán về phương án hòa bình nằm trong tay Ukraine. Tuy nhiên, phía Moscow đã phản hồi qua một phó bộ trưởng ngoại giao Nga rằng Nga sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh vào tháng 11 tới và gọi ý tưởng về hội nghị thượng đỉnh thứ hai là không có căn cứ chính xác. Được biết trước đó vào tháng 6, Ukraine và 92 đại diện từ các quốc gia khác đã tham dự hội nghị thượng đỉnh tại Thụy Sĩ nhằm thúc đẩy hòa bình cho Ukraine. Hội nghị này không có sự góp mặt của Nga vì Moscow cho rằng hội nghị này là vô nghĩa. Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên đã thảo luận về 3 trong số 10 điểm của công thức hòa bình của Tổng thống Zelensky, bao gồm an ninh lương thực, an toàn hạt nhân và giải phóng tù nhân chiến tranh và trẻ em. Hội nghị thượng đỉnh thứ hai dự kiến sẽ tiếp tục thảo luận về các kế hoạch đã được đề ra bởi hàng chục quốc gia. Theo kế hoạch, các quan chức Ukraine có thể gặp mặt tại Qatar vào cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8 để thảo luận về vấn đề an ninh hạt nhân. Cuộc họp về an ninh lương thực có thể sẽ được tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 8 và một cuộc họp khác về tù nhân chiến tranh và trẻ em sẽ được tổ chức tại Canada trong tháng 9. Tiếp tục với tình hình căng thẳng ở dải Gaza, mới đây, Philip Lazzarini, lãnh đạo Cơ quan Viện trợ và Việc làm Người tị nạn Palestine UNRWA thuộc Liên Hợp Quốc vừa công khai chỉ trích quân đội Israel vì đã san phẳng trụ sở chính của UNRWA tại dải Gaza, vi phạm luật nhân đạo quốc tế. Cụ thể, ông Lazzarini cho biết trụ sở chính của UNRWA tại dải Gaza đã biến thành chiến trường và giờ đây đã bị san phẳng. Đồng thời, ông nhấn mạnh rằng mọi cơ sở của Liên Hợp Quốc phải được bảo vệ và không bao giờ được sử dụng cho các mục tiêu quân sự hoặc giao chiến. Ngoài ra, người phát ngôn UNRWA Tamara Al-Rifai cũng bổ sung rằng lực lượng phòng vệ Israel đã mở đợt tấn công đẫm máu nhất tuần qua tại dải Gaza, phá hủy trụ sở chính của cơ quan này, cùng 190 cơ sở khác của UNRWA tại dải Gaza bị hư hại và hơn 500 người thiệt mạng và hơn 1.600 người bị thương. Đáp lại, phía Israel tuyên bố đã tìm thấy kho vũ khí và drone được giấu trong trụ sở chính của Liên Hợp Quốc, cùng với một địa đạo và cơ sở sản xuất vũ khí của Hamas. Quân nhân Israel cho biết đã chạm trán và giao chiến với những ổ đề kháng bên trong các tòa nhà của UNRWA và đã sơ tán toàn bộ dân thường khỏi khu vực trước khi tấn công. Thiếu tướng Ghassan Alian, lãnh đạo cơ quan chính phủ Israel về điều phối hoạt động ở dải Gaza và bờ Tây, cáo buộc UNRWA để mặc cho Hamas xây dựng cơ sở trong tòa nhà thuộc Liên Hợp Quốc. Ông cũng chỉ trích UNRWA suốt nhiều năm qua tuyển dụng các thành viên Hamas và làm ngơ cho thành viên Hamas đánh cắp nhiên liệu, trang thiết bị để tổ chức vụ tấn công vào Israel ngay từ khi cuộc chiến bắt đầu. Liên Hợp Quốc hiện chưa đưa ra bình luận nào về các tuyên bố trên. Ở diễn biến liên quan, thời gian gần đây, Israel cũng đã thực hiện hàng trăm cuộc không kích vào quốc gia láng giềng Syria. Trước đó vào ngày 15 tháng 7, một cuộc không kích của Israel đã diễn ra tại khu vực gần biên giới Syria-Liban, đã khiến doanh nhân nổi tiếng ủng hộ Tổng thống Syria, ông Bara Al-Kateri thiệt mạng. Ngoài ra, các cuộc không kích tại thủ đô Damascus và vùng ngoại ô cũng đã nổ ra khiến một binh sĩ Syria thiệt mạng và 3 người khác bị thương. Phía Israel đã thừa nhận về cuộc tấn công này, một động thái hiếm hoi của quân đội Israel khi họ thường không bình luận sau các cuộc không kích nhằm vào Syria. Quân đội Israel cho biết cuộc không kích nhằm đáp trả vụ hai máy bay không người lái từ lãnh thổ Syria tấn công vào Israel. Các cuộc tấn công của Israel gần đây diễn ra trong bối cảnh Syria tổ chức cuộc bầu cử quốc hội vào ngày 15 tháng 7. Bộ Ngoại giao Syria đã lên án các cuộc không kích của Israel vào ngày 14 tháng 7, cảnh báo rằng các cuộc tấn công này có nguy cơ dẫn đến sự leo thang nguy hiểm với hậu quả thảm khốc khó lường. Theo tờ The Epoch Times, Ngân hàng Công nghiệp Quốc phòng của Hàn Quốc đang chứng kiến sự phát triển vượt bậc và trở thành một nhân tố quan trọng trên thị trường quốc tế. Trong đó, sự gia tăng xuất khẩu vũ khí của Hàn Quốc đang đáp ứng nhu cầu ngày càng cao ở châu Âu, đặc biệt trong bối cảnh cuộc chiến Nga-Ukraine kéo dài. Mới đây, Hàn Quốc vừa ký kết một hợp đồng mua sắm vũ khí lớn với Romania. Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc cho biết, nhà thầu quốc phòng hàng đầu Hanwha Aerospace đã thỏa thuận một hợp đồng trị giá 1,3 ngàn tỷ won, khoảng 947 triệu USD với Bộ Quốc phòng Romania, đánh dấu dự án mua sắm vũ khí lớn nhất của Romania trong 7 năm qua. Ngoài ra, tại hội nghị NATO mới đây, Tổng thư ký Jens Stoltenberg cho biết NATO đang nghiên cứu cách hợp tác chặt chẽ hơn với Hàn Quốc do quốc gia này sở hữu ngành công nghiệp quốc phòng tân tiến và tiềm năng hợp tác lớn trong các lĩnh vực công nghệ và mạng Internet. Theo ghi nhận, xuất khẩu vũ khí của Hàn Quốc đã tăng mạnh từ 2 đến 3 tỷ USD vào cuối những năm 2010 lên 17,3 tỷ USD vào năm 2022. Trong năm 2023, con số này đã đạt 13,5 tỷ USD và mục tiêu xuất khẩu thiết bị quốc phòng của Hàn năm nay là 20 tỷ USD. Chính phủ của Tổng thống Jun Suk-jeol đã xác định ngành công nghiệp quốc phòng là một ngành chiến lược quốc gia và là động lực tăng trưởng kinh tế.
Mục tiêu của Hàn Quốc chính là trở thành quốc gia xuất khẩu vũ khí lớn thứ tư trên thế giới vào năm 2027. Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm do Thụy Điển công bố hồi tháng 3, hiện tại Nam Hàn xếp thứ 10 trong các quốc gia xuất khẩu vũ khí, với các thị trường lớn nhất là Ba Lan, Philippines và Ấn Độ. Hãng Reuters đưa tin, vào hôm qua 16 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản NPA đã chỉ đạo các sở cảnh sát địa phương trên toàn quốc tăng cường an ninh cho các chính trị gia tại các sự kiện công cộng. Đây là một động thái nhằm đảm bảo an toàn sau vụ ám sát bất thành cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại buổi vận động tranh cử ở bang Pennsylvania ngày 13 tháng 7, gợi nhớ đến vụ ám sát cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo cách đây 2 năm. Phát biểu với báo giới, ông Yoshimasa Hayashi, người phát ngôn cấp cao của chính phủ Nhật Bản cho biết, NPA đã yêu cầu lực lượng cảnh sát trên toàn quốc tăng cường kiểm soát an ninh tại các sự kiện vận động tranh cử. Đồng thời, ông kêu gọi các chính trị gia thế giới cần nâng cao cảnh giác trước các mối đe dọa mà họ có thể phải đối mặt bất cứ lúc nào. Cũng trong bối cảnh này, vào cùng ngày hôm qua 16 tháng 7, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức được Đảng Cộng Hòa đề cử làm ứng cử viên đại diện đảng này trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Tại Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng Hòa đang diễn ra ở bang Wisconsin, đảng này đã công bố quyết định trên, đánh dấu lần thứ 3 liên tiếp ông Trump được bầu cử làm ứng cử viên Tổng thống Mỹ. Đáng chú ý, ông Trump cũng vừa chính thức công bố Thượng nghị sĩ J.D. Vance của tiểu bang Ohio là ứng viên phó tổng thống của mình. Ông Trump chia sẻ trên mạng xã hội Truth Social rằng, sau thời gian dài cân nhắc và xem xét tài năng của nhiều người, ông đã quyết định rằng Thượng nghị sĩ J.D. Vance là người phù hợp nhất để đảm nhận vị trí phó tổng thống Mỹ. Được biết, Thượng nghị sĩ J.D. Vance, tên đầy đủ là James David Vance, sinh ngày 2 tháng 8, 1984 tại Middletown, bang Ohio. Trước đó vào năm 2016, Vance đã nhiều lần công kích ông Trump, mô tả cựu Tổng thống là gã ngốc, đáng bị lên án và không phù hợp để vào Nhà Trắng. Nhưng sau khi ông Trump nhậm chức và trở thành người thống trị Đảng Cộng Hòa, Vance thay đổi quan điểm. Chính trị gia trẻ tuổi này đã công khai xin lỗi ông Trump khi trả lời phỏng vấn Fox News vào năm 2021. Một năm sau, Vance được ông Trump hậu thuẫn, đánh bại đối thủ Đảng Dân Chủ Tim Ryan trong cuộc bầu cử giữa kỳ và thắng ghế Thượng nghị sĩ bang Ohio. Tổng thống Joe Biden đã mô tả ông Vance là bản sao của ông Trump. Nếu ông Trump tái đắc cử tháng 11, ông Vance sẽ trở thành phó tổng thống Mỹ trẻ tuổi thứ 3 trong lịch sử vào ngày nhậm chức. Những hình ảnh trên đã kết thúc phần bản tin tổng hợp ngày hôm nay. Và tiếp theo, mời quý vị cùng theo dõi phần nhân sinh cảm ngộ. Quý vị kính mến, ngày hôm nay Ngọc Hà muốn gửi đến quý vị một chủ đề. Nếu bạn đang cảm thấy mất mát và tuyệt vọng, hãy ngồi lại và cùng nghe những chia sẻ sau đây. Có những lúc biến cố và mất mát ập đến khiến bạn đánh mất niềm tin vào cuộc sống. Nhưng cuộc sống sẽ đẹp hơn nếu chúng ta biết cách suy nghĩ tích cực. Nếu một ngày người bạn yêu thương hết mực bỗng dưng lạnh lùng nói câu từ biệt. Nếu một ngày bạn lỡ cáu giận làm cha mẹ phiền lòng. Nếu một ngày đám bạn thân lâu năm quay lưng lại, nói những lời nặng nề khiến bạn tổn thương. Hay nếu một ngày công việc của bạn không thuận lợi, gặp quá nhiều trắc trở mà không nhận được sự trợ giúp của bất cứ ai. Và nếu một ngày bạn bị cướp, không còn chút tiền nào trong túi mà phải chật vật tìm đường về nhà. Thì xin bạn hãy nhớ rằng, có thể bạn không nhận ra nhưng bạn luôn là cả thế giới đối với một ai đó. Nụ cười của bạn khiến người khác cảm thấy hạnh phúc, kể cả những người không thích bạn. Luôn có một ai đó nghĩ về bạn trước khi họ chìm vào giấc ngủ mỗi đêm. Có những người không mấy thiện cảm với bạn, rất có thể vì họ đang mong muốn được như bạn. Trung bình, bạn được ít nhất một tá người yêu thương theo cách của riêng họ. Ngay cả khi bạn mắc sai lầm lớn nhất trong cuộc đời mình, thì hãy tin rằng vẫn luôn có một điều tốt đẹp đi kèm theo đó. Khi bạn cảm tưởng cả thế giới đều bỏ rơi bạn, hãy cố gắng nhìn sự việc từ một góc độ khác. Bạn sẽ hiểu mọi chuyện không bi đát như bạn nghĩ, vì một thứ kết thúc là để nhường chỗ cho một điều khác bắt đầu. Bạn thân mến, cuộc sống quá ngắn ngủi thức dậy mỗi sáng với những hối tiếc. Hãy biết trân trọng hơn những người cư xử tốt với bạn và quên đi những người làm bạn tổn thương. Bạn nên nhớ mọi chuyện xảy ra đều có lý do. Khi cuộc đời trao cho bạn một cơ hội khác sau những thất bại, thì lần này bạn chắc chắn sẽ thành công. Hãy biết nắm lấy những cơ hội mới, và nếu toàn bộ cuộc đời của bạn có thể thay đổi, thì đừng ngại ngùng mà để nó xảy ra. Cuộc đời tuy không dễ dàng nhưng vẫn luôn đáng sống. Mỗi khó khăn xảy ra không phải để chúng ta buồn rầu và than thở. Chúng đến để chúng ta mạnh mẽ đối diện với những điều không như ý, để quý trọng những giây phút hạnh phúc. Để biết rằng chỉ cần có ý chí, tất cả đều sẽ qua đi.
Buồn thương, đau khổ, mất mát chỉ như một làn gió thoảng đến rồi đi. Những ai từng đi qua cuộc đời bạn, cho dù là bỏ rơi bạn, thù ghét bạn, yêu thương bạn hay giúp đỡ bạn, đều là những người thầy đáng quý. Hãy mở rộng lòng mình để yêu và vị tha cuộc sống. Và mỗi sáng thức dậy, hãy chọn niềm vui thay vì nỗi buồn. Quý vị nghĩ sao về chủ đề ngày hôm nay? Hãy để lại suy nghĩ bình luận bên dưới nhé. Cuối chương trình, Ngọc Hà kính chúc quý vị thân mến của hành trình tương lai những lời chúc an lành thân thương nhất. Chúc quý vị luôn có một tinh thần và sức khỏe tốt. Trong lúc thời gian rảnh rỗi, hãy thử tìm hiểu về một môn tu luyện khí công Phật gia theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn chúng tôi có đề xuất trên màn hình xem sao quý vị nhé. Môn tu luyện đầu tiên đồng truyền vào năm 1992. Kể từ đó, pháp môn này đã truyền rộng ra hơn 100 quốc gia, mang lại lợi ích về thể chất lẫn tinh thần và nâng cao chuẩn mực đạo đức cho hơn 100 triệu người. Các học viên đến từ khắp nơi, đủ mọi tầng lớp xã hội, họ hành xử theo pháp lý và tự ước thúc bản thân theo tiêu chuẩn đạo đức cao thượng và sức khỏe cải thiện ngày càng tốt hơn. Tuy rằng vẫn còn những tin đồn và hiểu sai không đáng có về môn tu luyện này, nhưng chúng ta thật tỉnh táo sáng suốt để lựa chọn thông tin chính xác và những giá trị tốt đẹp sẽ được lan tỏa. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị luôn đồng hành và đăng ký kênh. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!